Ito talaga, may poison in my knee. Mày bên kia. Chào cả nhà và chào bạn Song Vân. Hiện tại mình chưa biết bạn Song Vân live đâu, nhưng mà mình biết bạn Song Vân đang online. Song Vân ơi, ghen tị không? Quá tay chống còm này. Song Vân ơi, hãy lên tiếng đi. Mẹ, ông nào kia, ông dành cái đéo gì đấy? À chết, không được nói vậy. Ôi, mày thế. Mày thế. Con người vậy nhá. Mày cứ vậy đi. Hiệp ơi, lấy chồng rồi đừng đú làm gì em ơi. Chị đang uống ở gần chỗ làm đấy. Đeo chửi chưa? Để điện thoại thẳng lại á, làm chi? Đây. Đó. Đấy, bạn xinh đẹp đi với Ngân đấy, có ai muốn kết bạn liên hệ với Ngân nhá. Chị lúc nào cũng xinh mà, cảm ơn Thiếp nhá. À, chị dừng lại điện thoại rồi đó. Mọi người ơi, ăn bánh ở hai lên rất ngon nhưng hơi ngọt thôi. Hơi ngon nhưng hơi ngọt, hay nhỉ. Người còn tháo vị nhỉ. Ê. Trẻ. Không, chị vẫn trẻ mà, có già bao giờ đâu. Ông đang kia nhá, ngưng công bẩn vớ vẩn đi. Ở gần quán ngày xưa mình làm đấy chứ ơi, quán Highland đấy, gần mà. Tao không đi mày xuống ở đâu. Nghe thấy gì không đấy? Sợ không nghe thấy ấy. Thôi, mọi người đừng vậy ha. Lại để điện thoại sao? Mọi người ơi, thông cảm nhé, tay ngắn không để ra được. À ha, nghe rõ rồi á. Cảm ơn bạn. Em có thả thính đâu, Happy New Year cho mọi người thôi. Ngân ơi, tao cũng nhớ mày lắm, bao giờ ra Hà Nội đi nhá. Ngân ơi, cái này được không để tao ăn? Được. Đấy, bạn này lúc nào cũng xinh á, ai muốn chống mế thì liên hệ với mình á. Cái gì ơi? Liên quan quá cơ. Cảm ơn em Thiếp, đã trái tim với chị đâu nhở, yêu em Thiếp. Giật mình cái gì, xinh quá giật mình thế. Cái ông nam kia Ngân ơi, chờ ta sản xuất tiền đấy, ta mà in được tiền là tao khoảng cân tiền, chục cân tiền, kg tiền, tấn tiền. Kim Ngân lại Kim Ngân nữa, làm Kim Ngân ấy. Đấy, Ngân ơi, anh yêu em, giới thiệu bạn cho em. À, bạn em cho anh đi. Méo. Lâu quá. Khoảng có hai con rồi, có đồng yêu không? Hai con ế đang đi với nhau mọi người ạ. Đấy. Để cái hai con nữa. Ông Nam ơi, ông muốn tôi giới thiệu thì Tết nhất ra ngoài này phải có cái gì làm quà đó. Tôi sẵn cái gì về sớm làm gì hả mẹ mít. Trời ơi, Happy New Year mà. À, cha giấu à, Hiếp ơi, cha giấu, cố lên. Không phải đâu, tự dưng hôm nay chị rửa trứng thì chị quay đấy Huy ạ. À, chứ bình thường chị có quay đâu. Ông Nam này nhá, ích kỷ gì, người ta gọi là có qua có lại đấy. Đấy, bạn ý đọc cái comment của ông rồi, thì ông xin lỗi tôi đi. Đề nghị bạn quay ra chỗ khác.
để tớ được tự sự. Kiểu mình ăn chín để có thể nghe đọc. Ờ. Có khi ông ai đi uống thì uống hai cốc nước rồi. Tại sao tôi chỉ thích ăn kem riêng thôi. Trời. Bạn tôi á, bạn tôi hai tay bắt một con ông ạ. Ai như ông, ông thả cả lưới, cả câu chùm á. Mày có phải mày lát vào đây chứ mày? Không, nó có gì đâu. Chờ anh ra cả chị dâu lâu đến quá ha, bánh thì ngon. Gọi đi, bao hơn 7 bìa 2 ông bà hả? Đấy, chẳng lẽ lại ăn trước, có lỗi quá à, ăn trước là ăn hết chứ không phần được. Chị á? Biết tại sao chị không già không? Vì chị không có tiền đấy. Cái màu kinh. Ông Nam nhá, và ông cẩn thận đấy, con bật linh tinh ạ, cẩn thận, tôi băng ra tôi chém chết luôn. Anh dai của tôi ơi, sao anh dai lâu vậy? Thế tôi đi trước à? Ông Nam ơi, ông có muốn tôi up hết ảnh của ông lên 69 không? Đấy. Có rất là nhiều người, lâu lắm mình không gặp mọi người rồi, rất là nhớ. Hương Lan á, à. Ôi Lan ơi, tạo luôn tớ về tớ mang cốc qua nhà cho nhá. Tạo luôn về tớ cho một, tớ mang cái cốc này. À, tạo luôn sẽ có 4 cốc về cho Hương Hương ạ. Quên mất, gọi Lan thôi. Anh dài đâu để quá. Nam ạ, à, tôi không bao giờ rủ ông luôn. Dù ông đâu, ông ăn hết à? Sao mãi chẳng thấy cái Vân lên nhỉ? Vân chẳng thấy Vân, chẳng thấy Vân like gì, chả lẽ gọi lại gọi điện cho Vân. Đấy mình biết Vân đang ở nhà mà Vân ơi. Hoan ơi Hoan, Minh nè. Ai? Hoan à? Ê. Đấy. Mai nhá. Ờ đúng rồi đấy. Hoan ơi Hoan, lúc nào phạt Minh, pha bọn chúng Minh đi uống thôi. Ủa? Sao thế? Bảo Hoan có gì cho Minh không? Hương ơi, đấy sao Hương nói đau lòng vậy? Chồng ơi. Chồng ơi, ra Hà Nội với vợ ha. Đấy, trời ơi, anh dai cả chị dâu đến rồi. Cứ như bắt được cục vàng ấy. Uống nước đi, gọi nước đi, với cả là thêm một cái thìa để em đánh nữa. Hai cái người này lề về lắm rồi nhá. Đây gọi đồ đi. Hai người mà làm đi. Chờ sốt ruột đây. Ai? Nam ơi, ông chị nào quá giả? Bợ hot girl quái gì? Ôi anh Hồng ơi, anh Hồng ơi, em chưa uống được cà phê trứng đâu. Hôm nào anh Hồng cho em đi uống cà phê trứng.
Anh định hỏi sao hôm nay giọng Ngân nhẹ thế? Uầy, giọng Ngân lúc nào cũng nhẹ mà. Đùa. Bạn tốt lên sóng mà ai cũng lá xoáy này, bao giờ cưới chồng ấy. Thôi chém bánh xèo được không? Ông Tịnh ơi, ông Cương cần phải lên Facebook để cậu comment đó. À mà năm mới này như chúng đã đúng rồi. Khang, thằng Khang nó đi chơi đấy. Vợ chồng Thịnh Hương hôm nào làm liên hoan nhá, thứ tư nhá. Tôi về, nói thật đấy. Uống mảnh đâu, có bạn nè, bạn xinh gái nè, và anh chị nữa. Uống mảnh đâu. Xin một cái thìa chị ơi. Một cái thìa. Thìa. Đấy, bây giờ mình ăn bánh đấy. Hai vợ chồng nghe lần sờ kinh quá thể luôn. Đâu à? Em là bên gì đó? Thảo ơi, chị số tóc của em ạ. Đấy, số tóc. Chị đi làm cả chiều nay xong. Điêu, màn hình làm gì có cái nào đâu. Điêu quá. Em mua tặng em. Ôi dồi ôi, chị Phương ơi, có sao giờ sinh đâu. Em có bao giờ sinh đâu mà chị cứ bảo em sinh. Có bạn đang ăn kéo giờ mình kiếm coi trên đây không bên trên này đi. À nó không, nó về bên kia mà nó nghỉ mấy hôm mà. Trời ơi. Ông Nam kia. Ông mà chán đời á, ông mà chán đời ông cứ tử đi, tôi không mất tiền phúng mọi hiểu không? Không có khỉ, có em uống hết cả, uống hết cả. Chờ mọi người hai đứa. Thôi. Chờ ăn đi. Này. Em có nhìn ông Ngân nó hết sạch kìa. Nó bảo đợi thêm tí nữa kẻo nó hết không nữa. Bạn này chị đi giờ. Và đến chị nhìn bàn hàng. À, nhẽ tôi định mang môi đi để tôi múc, tôi không dùng thìa đâu Hương ạ nhá. À Vân lên rồi, Vân ơi mày hãy ghen tị với tao đi. Một bát đây này, một bát đây đây. Ăn cái bánh này không ngọt, ăn ngon có một tuổi ngọt thôi nhá. Ăn nghe cả luôn. Ấp lên đi. Nam ông có thể mà ấp phải gì cô. Sao đấy? Không sao mà vẫn làm được thông qua là kiên tháng đầu luôn. À, ông Nam á, ông muốn lên 69 như gì? Vân à, Vân ơi, Vân hãy ghen tị đi Vân, hãy gato đi. Ai bảo hôm nay mày không mang kẹo tao. Tưởng là biết cho hai đứa cho tiền đi. Có lắc chiếc thang này, nhưng mà nó ở bên kia. Ơ, Minh có thích ăn bánh hả Minh? Có, nhưng chị ăn thôi. Đừng có bảo là không ăn đấy hết. Đúng rồi đấy. Ờ, Vân ơi, Vân đừng comment nữa. Đấy. Anh ra lên là anh ra like ngay được. Tại vì hôm nay có vợ anh ra mới like thôi. Bình thường anh ra không like đâu mọi người ạ. Đều lắm. Đi ông ra trực á? Ừ, một trực à? Ừ. Ông con bần từ nửa tiếng trước á. Chị trực cả ngày mà 24 giờ 69 á? Hôm nay thì tí nữa mà biển. Trực hôm trước là hôm nay nghỉ. Không, thì bọn chị lên nghỉ 3 ngày mà. Tại sao mày không để cái mất ra, tại sao mày không cất một mấy cái vào túi với tao? Không gì có gì đâu mà. Để chừng ăn hết xong rồi mày mang vỏ về à. Tối ngày xưa chị làm cái phòng khám trước những cái ngày trực dịch mới gặp chị đấy, sáng sau vẫn phải làm bình thường. Thì à, làm không được trong đêm mà không được nghỉ buổi sáng. Thì ra đêm làm gì có gì đâu, có bệnh nhân khỏe đâu. Là thế. Thì thế không được ra trực là đúng rồi gì đó. Nó đâu như bệnh viện, bệnh viện nó được ra trực. Đấy. Em giả bất cập. Ép, chỉ cả ép cả ấy mà. Là con này thiếu một khoản lượng đây em ạ.
không đủ thời gian là làm sao. Tên vợ ông là tên là tôi định quay livestream của lắm, mình có chồng vừa xem cho đã livestream xong. Hai bà để tôi bây giờ tôi tắt livestream tôi đi thôi, sao tôi xem livestream quất của ông nhá. Thôi chị đã hỏi anh lúc đầu chị. Mẹ à, Cần Vân kia là cộng giường còn không mà tao đấy đang tao cưa bốn cái chân giường đi. Chị bảo chứ, thôi em không lượm nữa. Tí em phải đi về một việc rồi. Mấy giờ sân mở ra sân tự sân à? Hôm nay chị muốn cùng chứ không phải sân. Thế hôm nay em hỏi chị bảo là chị mà làm nuôi thì cũng ảnh hưởng gì đâu, mà bầu ấy. Ờ, trước em làm sau này cũng không nhuộm mà. Mày kéo tội thằng măn mày không nhìn phải đấy. Cái gì? Không nhìn đấy à? Đã bảo đã kéo tội thằng măn rồi quên bảo vẫn còn cái gì? Không, người ta được ăn kem của mày thôi. Ăn kem mà. Đây rau à? Cái này á, cứ đập phí kem. Uống gì đấy? Ai cà phê á? Tớ không bị ngủ à? Tớ không ngủ à? Đúng rồi, vợ chồng với nhau làm sao mà ngủ được? Cái này nhá. Chị Ngọc, cái này có lên không đi? Cho hàng em ạ. À? Ăn đi rất là ngon. Mỗi tớ phải có nước uống không sẽ rất là ngon. Thịnh hành á. Anh Mark anh ấy làm thế đúng. Thì anh mới có tiền chứ, đúng không? Có livestream thì anh mới có tiền chứ không tự dưng làm thì anh mới có tiền. Nào thế nào? Cho em hỏi giống ngân đấy chứ chả gì cả. Ai nuôi nào? Đây xem chị có nuôi được không? Xem chị có nuôi được không? Các cô trẻ bổ. Các cô trẻ bổ quá. Đắt hàng lắm. Ai bảo? Ai bảo? Cô nghe ai đây? Xéo Inh à. Dạo này chị bận rồi. Thôi hôm nào nhóm mình lại họp tiếp nhá. Không, chị đợi cô sinh ra. Ông này á, ông Thịnh Thông Thành cơ. À, Thịnh nó bảo là Thịnh Thành gì cơ. Thịnh Thông Thành. Tá lả đi. Tá lả đi. Ồ, Thịnh ơi, đi ra đây tá lả ông Thịnh ơi. Khang đi Vũng Tàu rồi, thứ tư cơ. Bảo đi bảo Thịnh hôm nay không bảo hôm nay anh không may được nghỉ, tôi lên đường. À ừ đấy, Thịnh ơi, sang nhà Ngân đi hay là sang? Không lên đường. À không lên đường. À, chỉ Happy New York. À. Happy New Year. Không, giọng cao của tôi chỉ có ông được nghe thôi ông Nam ạ. Mỹ vẫn làm hành chính à? Vẫn làm ở đấy à? Vẫn chưa làm. À, tôi bảo rồi mà, thứ tư ăn liên hoan đó. Mà anh Hinh đang rủ Thịnh là tối nay đi sang nhà tôi. Ông còn sợ bị tôi hấp riêng cái gì nữa, ông còn gì để mất đâu bỗng sợ. Chụp ở dưới thì phòng khám thì mình phải chụp bệnh nhân. Còn ở trên thì phải chụp hành chứng, mình chụp sổ sách ạ? Không phải tiêm thì chậm. Ừ, không phải tiêm chậm, 7 tháng rồi chứ không biết cầm cái kim tiêm là cái gì. Quên hết. Quên hết nghề rồi. Về nhà tự tiêm đi. Mày đưa đây tao chọc. Mông nhá. Mông không phải là tao đâm cho mày thọt mày chết cha mày. Nhưng mà làm cái đấy thì nó có liên quan chẳng liên quan gì đến. Cái trước tên, trước tên là Xéo Inh để chị hỏi. Con cái mới tên là chị muốn hỏi chị Minh Anh nhá. Hỏi chị Minh Anh xem gặp tại vì tên này á chị về nhà đi chăm em bé á. Cứ thảo bận. Có chị phó phòng kèm chị luôn. Thế tôi bảo Thịnh Thông Thành còn gì nữa, còn Trinh Áp cái gì nữa. Con gái là mày. Tôi nghĩ ông ơi, còn à, chắc mất Trinh Áp đầu tiên đó. Nhưng mà chị thấy trái quá. Thịnh ạ. Thế nên là làm trái thì con gái ngồi bàn ghế là được rồi. Nói gì đâu ai? Nào đâu gái ạ? Thì đi làm bằng tiếng xe máy, làm bằng tiếng xe máy thì làm được tới đâu. Khổ có mỗi đứa không đi làm, chả có tiền trái. Đóng cửa sớm, 10 giờ đóng. 9 giờ 45 nó đã tinh rồi, thế nên là để đóng cửa. Mình đi, phố đi bộ bao giờ rồi? Em đi rồi. Em chưa đi bao giờ. Happy New York. Dạ. Xin nén khoai lưa. Happy New York à? Xin nén khoai lưa. Lên mấy cân rồi, chị nhìn mày dạo lại béo. Nửa tạ. Nửa tạ. Nhìn mày dạo lại béo.
béo có baby con... lại béo nữa. Thế nhưng mà có mười mấy con, nhiều người không ấy đâu. Hết. Thịnh ơi. Đúng rồi đấy. Nhìn luôn rồi, quay nhìn dần mình quái lạ luôn. Đi được hỏi dân là bao nhiêu tuần rồi đó, 11 tuần rồi. Bon, thank you very much. Yeah. I saw you and your girlfriend went to Japanese. Enjoy it. Ôi, cười tầm đấy được à, nhầm đẹp tầm đấy được rồi. Được, cái gì mà được. Nói chiếc nóng, nóng thấy cảnh tượng chị Liên ở cũng là thấy sợ. Đẻ còn kinh hơn, lên bàn đẻ cũng kinh hơn. Nhá, ở nhà mình mẹ con thoải mái, chứ đầy nuôi chỉ có ăn đã mơ với cả thịt rang hết. Mẹ cũng là còn hầm khoai tây các thứ cho đâu rồi. Mùa đông còn kinh hơn. Ông đi làm thế bao nhiêu giai đa cấp bán hàng bất động sản có tiền mà không giới thiệu cho bạn để bán thế, để bán livestream như thế này, còn bây giờ còn biết cái gì. Nhưng mà mùa đông em đây cũng mùa đông cái chỗ đấy mà. Mùa đông mà cái chỗ đấy vệ sinh nhiều khi đâu mà mẹ chết đói luôn. Mà tôi quay bán livestream xong rồi. Đấy. Mọi người có nghe thấy cái gì không? Hazinat đây, Hazinat đây. Cái này cái hạt ấy nè. Sô cô la là cái này. Đây là hạt rẻ nè. Uống xong mà chẳng nhớ đâu. Như sau gọi. Cô nhá, chào tạm biệt mọi người. Bao giờ mình sẽ live stream sau. Chị uống 2 đường coffee đây. Chị uống mở một địa điểm duy nhất ở cà phê Du Thuyền. Tình ơi, nếu mà ông muốn chơi bài ấy thì tạo liên hệ với tôi ngay nhá. Yeah. Em có rồi Thịnh ơi. Em có rồi. Đấy. Sau đây anh kiếm siêu một đê rồi. Nào xem hai, đây xem hai nhà chữa, xem nhà nào được tiến siêu âm. Cả tiền bỉm sữa trước. Tạm biệt. Nam hả? Thank you Nam nhiều nhá. Thứ tư anh Hình có đi làm không? Thứ tư đi làm không? Lại đi làm tối à? Thứ tư anh Hinh đi làm đêm mất rồi. Cần gì phải anh Hinh. Anh Hinh bây giờ thất thế rồi. Nam ơi, tôi biết rồi. Tạo nữa tôi sẽ lên nhà ông, tôi sẽ thả tim thôi nhà ông. Ông đừng thả tim cho tôi nhà tôi nữa. Tôi live stream đây Nam ạ. Thả nữa. Bye bye.